Hình này mà mình vẽ một cái là mình ứng dụng lên tay được luôn mọi người ạ. Nếu như cái hình nào mà rất là dễ nhưng nó không ứng dụng thì cũng không chia sẻ đến mọi người đâu. Đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị ra một cái móng màu trắng ở đây nhá. Thật ra là khi mọi người làm trên móng ấy thì mọi người dùng màu trắng nên làm nền hay màu gì cũng được vì cây thông này nó rất là dễ phối. Để vẽ được cây thông này thì mọi người chỉ cần một cây cọ và bốn màu sơn gel, không cần là gel vẽ luôn. Sơn gel chúng ta sử dụng là màu nâu, màu xanh, xanh không phải xanh lá, nhưng mọi người thích xanh lá cho thêm được nên thảo dùng màu xanh rêu, màu trắng và màu nhũ flat nha, nhũ flat màu vàng, hoặc mọi người không nhũ flat thì mọi người dùng cái nhũ nào màu vàng cũng được nhá. Trước hết mọi người sẽ dùng cọ nhúng vào đây, nhúng nhiều một chút. Mình sẽ vẽ ngang một đường như thế này để tạo cái phần tầng dưới cùng nhá. Mình sẽ vẽ tầng dưới cùng là cái tầng mà nó to nhất nha. Không cần thật sự quá đều cũng được ý mọi người ạ. Đó. Tiếp theo mình sẽ cách ra một chút, mình sẽ vẽ tầng thứ hai nó ngắn hơn. Cái này mọi người xem một lần mọi người làm được luôn à. Quan trọng tại sao Thảo chia sẻ vì cái cây này nó xinh quá à, nó dễ thương mà nó ứng dụng được luôn. Còn nhiều khi mọi người xem video của Thảo mọi người cũng thấy là nếu mà nó không ứng dụng ấy mà vẽ có dễ đến mấy Thảo cũng không hề chia sẻ đâu. Khoảng cách chúng ta để gần bằng nhau một chút nha, không cần quá là chuẩn xác đâu, nhỏ dần này. Rồi trên cùng chúng ta cho nó một cái chấm. Đó. Ok, đã xong những cái vạch xanh. Lau sạch cọ đi mọi người nhé. Chúng ta có thể lau cọ bằng cồn ở đây hoặc là bằng nước rửa cọ luôn. Nhưng mà nước rửa cọ thì thường là khi sắp cất cọ đi thì mình dùng. Còn lúc mà lau để làm luôn thì mình cứ lau bằng cồn cho nhanh ha. Cồn 90 độ mà hiệu thuốc ạ. Đấy là Thảo hay dùng. Màu tiếp theo chúng ta sử dụng sẽ là màu trắng. Màu trắng này chúng ta sẽ kẻ lên trên màu xanh, có thể lan một chút và màu xanh cũng được, không sao hết. Màu trắng này mình sẽ kẻ thấp hơn nhá. Nó lui hơn so với phần màu xanh này. Đó. Đó, nó thấp hơn một chút này. Mình chừa chỗ để còn làm màu vàng nữa nha. Còn kẻ màu vàng nữa nha. Nó tràn lên màu xanh cũng được, không sao cả, không có vấn đề gì cả đâu mọi người nhá. Miễn là nó phải ở bên trong màu xanh. Bên ngoài thì mình để cái chấm màu xanh lên là cao nhất rồi mọi người nhé. Không vẽ thêm màu trắng hay vẽ thêm cái gì cả. Lau sạch cọ, tiếp tục sử dụng nhũ. Trong cả quá trình vừa rồi là chúng ta chưa có hơ đèn nha đâu mọi người ơi. Nhũ vàng này, chúng ta lại làm cho nó lùi sâu vào hơn so với màu trắng. Đó. Nó chèn màu lên nhau cũng được, không sao cả đâu mọi người nha. Nhanh nhở, phải nói cái hình này vẽ nhanh thật. Chẳng qua là đây Thảo đang chia sẻ với mọi người ấy, chứ còn trên thực tế mà mình vẽ nhanh thì cái hình này nhanh lắm. Xinh hơn cả sticker cây thông cơ. Mọi người nên vẽ hình này nhá. Đấy là lời khuyên. Lời khuyên trong dịp Noel, tại vì hình này vẽ lên là đẹp luôn. Má, có không khí Noel luôn. Rồi, bước quan trọng này, mọi người sẽ xẻ dọc này ra. Mình sẽ kéo một đường từ đây lên nhá. Đây là như kiểu cây thông cách điệu mọi người ạ. Rồi, kéo đến đỉnh cao nhất dừng lại. Tiếp tục kéo một điểm bên cạnh. Rồi dừng lại, kéo một điểm nữa này. Ok, dừng lại, xong. Mọi người thấy xinh chưa? Đừng kéo hết viền nhá. Cái viền này là để lộ tầng, kiểu tầng lá ra, mọi người kệ nó. Còn mọi người thích kiểu cho nó vòng nữa thì mọi người đi lại một đường nữa thôi. Nó kiểu kiểu như vậy. Rồi, sau đó mình sẽ đem đi hơ đèn khoảng 60 giây nhá. Sau khi đã vẽ xong phần cả tán cây rồi thì mình sẽ chỉ còn một công đoạn cuối cùng là vẽ cái phần gốc cây thôi. Đó, mình sẽ vẽ một đường thẳng này. Rồi, sau đó mình sẽ vẽ chéo ra một chút này. Thế thôi là xong. Nếu chúng ta thích vẽ thêm cho cây này thì mọi người có thể dùng cái sticker hoặc cái gì đó, ngôi sao dán trên đỉnh thì cũng được nhá. Còn với Thảo đến đây là xinh rồi. Mọi người hơ nốt rồi chúng ta sơn tốt nha. Ngay sau đó nhé, mọi người sơn tốp lên này, Thảo sẽ sử dụng sơn tốp bóng của Geliva nhá. Mọi người thích sơn bóng hay sơn lì tùy mọi người. Nhưng mà lời khuyên là nền màu trắng thì cứ sơn tốp bóng cho nó bền nhé mọi người nhé. Họa tiết này chúng ta hoàn toàn có thể trang trí lên tay được nha. Xinh lắm. Đó.